thử coi, em thử coi. Về đây, về đâu rồi? Ra ngoài thử em thử gì trong nhà anh hết đây. Đây em thử cái tivi nè, cái tivi bự nè, để em thử nè. Cái đi thử. Cái tivi của tao. Kami. Ui. Đây, em xin lỗi nha, nét cái tivi của Vịt luôn rồi. Ơi Vịt vậy em ơi, vậy. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quái. Ok, thì có rất nhiều bạn hỏi mình á, là kêu là anh ơi tại sao cái trường học này là trường học siêu anh hùng mà anh lại đặt là trường học ma quái. Thì nói chung là đây là một cái series mà ở trong trường học này sẽ xảy ra rất là nhiều những cái chuyện ma quái xảy ra trong cái trường này, cho nên mình mới đặt tên cho nó là Trường Học Ma Quái nha anh em. Đó, thì dạo gần đây anh em thấy là tự nhiên xuất hiện một số người khổng lồ á, thì cái đó cũng đã quá là ma quái rồi. Bây giờ mình đang rất là nghi ngờ cái ngôi trường này chắc là có cái điều gì đó bí ẩn ở ngôi trường này. Nhưng mà thôi, trước tiên thì mình chỉ cần là mình được vào trường học rồi đó. Thì trong tập trước này đã biết là mình đã đánh chết cái bọn người khổng lồ và mình đã được nhận vào trong cái trường này để học rồi anh em thấy không. Đó, trong tập trước mình chính là gì Saitama đó, đấm phát chết luôn á. Anh em có coi cái tập trước của mình chưa? Bạn nào coi này biết nha. Ok, thì mình đã được nhận vào trong cái lớp học siêu anh hùng này để học rồi. Đây có rất là nhiều những siêu anh hùng nè anh em. Đó, thì ở đây có thằng này chắc là thổ dân, không biết thằng này nó có sức mạnh gì nữa. Nói chung mình nhìn mặt nó cũng dữ quá, chắc nó có cái này nó có sức mạnh á. Thằng này chắc là trong bộ anime du bóng rổ hay sao này, thằng này hình như nó chơi bóng rổ nè anh em. Còn có cả cướp biển nè, cậu cái đầu móc nó mà móc vô cái lỗ mũi mà nó kéo lên chắc mình chết quá. Ở đây còn có cả siêu xạ thủ bắn súng đó nè. Trời ơi, toàn là những siêu anh hùng không à. Rồi, không biết là mai này trong trường này có tuyển thêm Superman, Spiderman vào đây không ha. Đó, thì trong tập trước mình đã biến thành Saitama rồi, trong tập này không biết mình sẽ biến thành ai đây. Để mình về nhà cái đã. Tại vì bây giờ hôm nay chỉ là cái ngày mà mình vô để mình nhận lớp học thôi, còn bây giờ mình sẽ về nhà cũng chiều rồi. Đó, chuẩn bị tối rồi nè, thấy không? Rồi, vậy thôi nào. Cuối cùng mình cũng đã chế tạo thành công được một cái loại thuốc rất là đặc biệt, đó chính là thuốc bí khổng lồ. Thì tất cả những cái loại thuốc này khi cho động vật gia súc uống vào nó sẽ biến thành khổng lồ, và từ đó mình có thể biến heo khổng lồ, gà khổng lồ, bò khổng lồ, cái gì khổng lồ hết. Nó sẽ cho nhiều thịt hơn, nhiều trứng hơn. Chỉ cần một con gà thôi là đủ cho cả nguyên một cái khu tập thể ăn rồi. Trời ơi, mình vĩ đại vô cùng. Mà bây giờ chính là bây giờ trời tối rồi nghe. Hết được rồi, mình sẽ để lại cái lọ thuốc ở phòng thí nghiệm này cũng được. Để mai mình chắc vô bình rồi mình đóng chai sau. Giờ mình phải về nhà mình ăn mừng trước đã. Vậy thôi. Trời ơi, ui, sao tự nhiên đau bụng quá ta. Ủa, hình như mình mới thấy gì đó. Ủa trời ơi, mình hết biến thành Saitama rồi anh em ơi. Cái skin của mình nó biến ngay bình thường rồi. À đúng rồi, cứ mỗi lần mà mình ngủ á, thì cái tế bào trong người của mình nó sẽ thay đổi. Chắc là sáng mai mình lại sẽ biến thành một siêu anh hùng dành nào đó nữa đây. Còn hiện tại bây giờ mình đã trở về lại cái hình dáng thật của mình là Phong Cận TV rồi. Ôi, chắc mình đi, thằng đã chết, mắc toilet đó, mình phải đi toilet cái đã. Ui trời. Anh em ơi. Anh em có mới thấy gì không? Mình mới thấy có cái gì đó thì phải. Để mình quay mình coi lại coi. Con là con gì vậy? Cái cục gì đen đen trước nhà mình vậy trời? Để mình ra mình xem coi. Cái gì đây? Để mình ra mình xem thử. Cái cục gì tròn tròn trước nhà mình vậy? Trời, một con nhện khổng lồ. No. Ôi sao tự nhiên trước nhà mình xuất hiện con nhện khổng lồ vậy anh em ơi. Anh em ơi, con nhện nó trước đây mình thấy con nhện nó nhỏ xíu rồi, sao tự nhiên bây giờ xuất hiện con nhện bự vậy? Anh Vịt đâu rồi? Anh Vịt ơi, sợ quá. Anh Vịt ơi, anh đâu rồi? Trời ơi, phải đi xuống mới được, phải kêu anh Vịt mới được. Anh Vịt ơi, anh đâu rồi? Vịt, cái gì vậy? Đang làm việc chơi quấy quậy vậy? Hỏi làm việc cái gì? Anh lên trên nhà mình coi đi, trên nhà mình có nguyên một con nhện to thù dù luôn á. Con gì? Con nhện to cùng lắm là bằng cái đầu ngón tay là cùng gì? Thôi, con nhện nó bự gấp mấy lần anh, nó bự hơn anh luôn á, kiểu mà nó nuốt anh được luôn á, con nhện bự lắm. Thiệt đi. Sợ đâu? Thiệt đi lên đi, coi nè, trời ơi con nhện thiệt chứ phải em đâu có nói giỡn với anh đâu. Đi ra ngoài nhanh. Ơi, con nhện nào mà nó to bằng con người hư cấu. Đâu đây nè, từ em đóng cửa lại cái đã. Nè, nó đứng trước. Ủa? Đâu mày đâu? Tính ra nó mới đứng ở đây luôn mà sao giờ biến mất rồi? Sao rảnh có mày, nửa đêm tự dưng xuống chơi anh hả? Không có gì đâu. Vịt ơi, đứng đây với em đi, đừng vô nhà em sợ lắm. Hồi nãy nó rõ ràng nó đứng một cục ở đây luôn nè. Có lẽ lẽ nó mò đi đâu á. Rồi coi nó có đứng ở trên cái nóc nhà không? Mày đừng có núp nha, tao không sợ mày đâu. Mày ra đây con nhà anh kia, tao sẽ đấm mày chết. Ờ quên, mình vẫn còn là Saitama nữa đâu mà mình đấm nó một phát nó chết. Trời ơi, mình vẫn còn là thằng Phong Cận mà sáng nay mình mới biết hành siêu anh hùng được. Nhưng mà bây giờ con nhà anh đâu tiêu rồi Vịt ơi. Hey, nghe hư cấu ấy. Nói chung là nếu mà em có con quái vật ấy thì thử ngó coi. Ở đi thôi, mình đi ra ngoài đường mình kiếm nó đi anh, đi. Thôi trời, em nghĩ là chắc là có thiệt á trời, đi. Chắc là nó nằm ở đâu đó quanh đây nè, mà em nghĩ là không và Vịt đây. Vịt. Hả? Anh ơi, anh có mới thấy điều em mới thấy không? Ở điều gì vậy? Cái điều mà em mới thấy, mình mới đi ngang ở ngoài trường, em mới thấy một cái điều mà không biết là anh có thấy không á? Đâu có thấy đâu. Lùi lại. Rồi, bên trái quay. Sao mà nhờ khổng lồ đây vậy? Mấy cái này đen dạ ngất. Trời ơi, xỉu nữa vậy. Anh ơi làm gì đi. Cái con này thử á. Súng đâu, súng đâu. Bắn nó. Lấy súng nó bắn nó. À trời. Bắn nó. Bắn mấy con nhện nè. Sao anh đi bắn đi đâu vậy? Bắn mấy con nhện nè. Bắn nó đi. Mày. Nó không chết đi. Nó không chết. Chạy về anh ơi. Mấy con này nó bự quá. Về. Ở đâu xuất hiện mấy con nhện bự khổng lồ vậy? Về anh ơi. Chết rồi chứ. Trời ơi, trong môi trường hết người khổng lồ, bây giờ đến lượt nhện khổng lồ. Vô nhà. Nhưng mà đây, anh ủa sao anh trốn vô nhà em vậy? Đi ra. Mà đây, Vịt ơi, em nghĩ là giờ em với anh nên đi ngủ rồi anh. Sáng mai khi nào mà em biến thành một siêu anh hùng nào đó, chẳng hạn như là biến thành Superman hoặc là biến thành Iron Man hay là cái gì đó siêu anh hùng thì mình mới đánh lại bọn nó được, chứ giờ em vẫn còn là thằng Phong Cận và anh vẫn còn là Mr Vịt, mình đâu có làm gì được nó đâu. Bây giờ sáng mai em biến thành The Flash không có sức mạnh thì chỉ có chạy thì sao? Chạy đi, giờ mình cứ đi ngủ đi, biết đâu sáng mai em sẽ biến thành cái người đó mạnh thì sao, chứ giờ mình đâu có sức mạnh gì đâu, mình đánh nó thì đi ngủ. Ok các bạn ơi, chắc giờ mình bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đi ngủ, hy vọng là sáng mai mình sẽ biến thành cái gì đó thật là mạnh, chẳng hạn như đồ hút chẳng hạn, mình sẽ đấm cho mấy con quái vật nó một phát thôi là nó banh xác thôi. Đi ngủ đi. Ủa sợ quá, cầu mong mai này sáng mai chúng ta sẽ biến thành siêu anh hùng. Ngủ thôi. Phạm ơi. Không. Không. À, trời ơi, ai vậy mới sáng sớm? Gì vậy? Vậy rồi. Ôi đúng rồi, mấy con nhện ở bên trường sao rồi anh? Thì ai biết được, từ đêm qua em đóng cửa, ai dám ra ngoài đâu. Thì em từ ra bỏ qua chuyện đây bên đi. Em nhìn lại em kìa. Hôm nay em biến thành cái gì, thầy kỷ đột hay sao màu tóc vàng ghê hả? Ôi trời ơi, em biến thành một cái người rất là nổi tiếng luôn anh ơi. Hồi đây chính là một nhân vật rất là nổi tiếng. Đây em xin giới thiệu với anh. Đó là mũ rơm, đúng rồi. Không, cái này là đâu phải là mũ rơm, mũ rơm người ta đội cái nón, còn em đâu có đội đâu. Xin giới thiệu các bạn, mình đã biến thành Songoku. Đó thì đây là một nhân vật tào lao quá. Đây chính là một nhân vật cực kỳ mạnh ở trong bộ phim hoạt hình 7 viên ngọc rồng luôn. Thì các bạn nào thích coi 7 viên ngọc rồng không? Bạn nào mà thích hãy để lại bình luận cho mình là số 7 thì mình sẽ biết là anh em rất là thích coi 7 viên ngọc rồng nha. Ôi anh em nhìn nè, skin của mình đẹp không? Ôi, ủa, nhưng mà đây, em nhớ là nhưng mà bây giờ em không biết là em có sức mạnh gì hết, làm sao mà em đánh lại mấy con nhện được. Trời ơi, game này dễ. Anh theo anh biết kiến thức của anh á, Songoku ấy là có một cái đòn tuyệt chiêu cực kỳ gọi là bự luôn. Trời ơi, biết tuyệt chiêu gì không? Tuyệt chiêu gì? Trời, tuyệt chiêu đấy chính là tuyệt chiêu Kame. Ủa cái tuyệt chiêu gì mà Kame gì nghe mới đó vậy mà? Tuyệt chiêu gì? Tào lao, người ta là Kame, người ta đang gồng lên và người ta chưởng anh hiểu không? Không phải, cái khúc cuối cái chữ K đấy, lúc nó đang bắn tuyệt chiêu thì nó đẩy ra thì thành Kame. Tào lao. Ủa nhưng mà làm cách nào để em chưởng này? Mình làm cách nào để chưởng ta? Làm cách nào để mình gồng đây? Đó, giơ tay mình giơ tay lên. Giơ tay. Rồi, xong rồi giơ tay bên kia. Vẫy. Ok, vẫy. Rồi, xong rồi nhảy lên để gồng sức, nhảy lên. Ơi. Rồi xong nằm xuống đi ngủ. Tào lao. Ơi, người ta anh dạy cho em cái gì để em coi không biết trong người em có gì không ta. Bên đây có cái cục tròn tròn nè anh. Cái cục tròn tròn nó ghi là Kame nè. Nhìn nè. Trời ơi, cục fake rồi, cục real đó Kame. Đó, tào lao đây em thử coi, và đây về đâu rồi ra ngoài thử em cái gì trong nhà anh hết đây. Đây em thử cái tivi nè, cái tivi bự nè để em thử nha. Cái thử. Cái tivi của tao. Kame. Ôi. Và đây em xin lỗi nha, nát cái tivi của Vịt luôn rồi. Ê Vịt vậy em ơi, vậy mất cái tivi 39 inch của tao. Xin lỗi anh trời. Ôi giời là làm cách nào đây trời ơi, mình lỡ mình trượt bởi cái tivi rồi. Anh em ơi cái cục này mạnh thiệt nha. Thử này nha. Game. Rồi xong. Vịt ơi, anh đâu rồi? Ủa cái cục của em đâu? Cái cục của em đâu? Trả em. Bắn luôn cái nhà tôi rồi. Ủa cái cục này xong rồi. Wow anh em ơi cái cục này mạnh quá, vậy là mình có thể tiêu diệt cam mê phát lưới tôi đặt cái bài cho mặt ơi. Để em nói với mọi người cái nè. Anh em ơi, mình đã có được cái cục này rồi, coi như mình đã có sức mạnh cực kỳ mạnh rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình tiêu diệt mấy con nhện khổng lồ nha. Đi thôi nào. Cái nhà tôi. Đi nhanh anh ơi, trời ơi, đi qua giết mấy con nhện đi, lần đầu em sửa cho. Nhà của tôi. Cái nhà của tôi. Mất nhà rồi. Cái phòng yêu quý của em, trời ơi, đứa nào đã phá vậy? Xin lỗi, tại tôi là người phá. Thằng nào đấy? Tôi Phong nè. Nữa hả? Lại phá hành cái gì nữa rồi? Xin lỗi, tại hồi sáng nay tôi ngủ dậy thì tôi bị biến thành thằng Goku trong phim 7 viên ngọc rồng á, cho nên là tôi lỡ tôi chưởng Kameka và nó banh nát cái nhà này luôn. Nhưng mà ủa sao tự nhiên bà la làng dữ hả? Quên, trời ơi, ông qua bên trường mà coi kìa, trời quá trời là nhện khổng lồ luôn. Trời ơi. Hỏi lớp. Ôi tôi biết rồi, tại vì tôi cũng đang tính sổ của nó nè. Và đây, đi thôi anh, đi thôi. Đi nhanh nè, đi nhanh nè. Ủa mấy con nhện đâu? Tôi thấy con nào đó ta. Ở đây mấy con bên đây nè. Ôi nó tấn công tôi luôn kìa. Ôi con nhện nó leo tường nữa kìa trời. Gì đông vậy? Ui đông thế. No. Mày dám tấn công tao hả? Được, hãy chơi. Đánh nó đi. Sao biết biến thành cái nuôi nhau trời. Ui. Mà nó mạnh quá đi. Cái cánh tôi mà thằng Phong nó bắn tôi gần hết máu rồi, chạy nó rồi. Chạy đi. Ôi trời, sao mỗi lần trưởng là em chết vậy? Ok, đứng đi em để phụ cho. Ê bên kia còn kìa, trưởng nè, trời ơi chết hết. Trưởng này chuẩn bị nha. Game. Trời ơi banh. Trời ơi, Trời ơi, ơi bắn nó đi anh, bắn nó mà không thở. Trời giết tôi đi. Chuẩn bị nha. Trưởng nè, trời ơi chết. Bên đây còn đông nữa nè anh, bên đây còn đông nữa nè Vịt, qua đây, đông đó nè. Ui, đừng quá trời, con leo tường kìa, leo tường nè, còn bên kia nữa. Gabi. Ui. Cố lên. Bắn nó đi anh, bắn đi. Bắn nó hả? Bắn nè. Bắn nó đi, sai ra. Còn kia. Còn hả? Đi em. Gabi. Chết Vịt luôn rồi, chết. Thôi trời ơi, tội nghiệp Vịt quá, Vịt chết luôn. Ơi còn của mình em à. Từ quá. Nè lùi gì tôi lùi cứu. Từ từ em tới nè Vịt, đừng la nữa anh, em tới đây. Cứu anh trời ơi. Cứu. Nè, bị Ga. Rồi xong, chết rồi. Ủa anh đâu rồi Vịt? Hỏi xin đi. Ủa đâu nè, còn. Ôi bên sân bóng còn quá trời luôn kìa. Ủa giờ sao leo lên được? Đập đâu phụ. Ê có cái cục gì không? Đặt cho tôi leo lên. Rồi ok. Tụi mày chết cho tao. Và đây bắn phụ em nha. Bắn phụ em nha. Còn đây em. Ơi nó châm sương bóng gì không canh để em. Chuẩn bị nha anh em. Gồng lên nè. Game. Ủa sao mình trưởng yếu quá ta, mặc dù mình trưởng là. Ôi có chừng bên đây. Không kịp có chừng. Mình giết Vịt luôn anh em ơi. Chuẩn bị nè, gồng nè, trưởng nè. Trời ơi mấy con nhện này. Chuẩn bị nha, gồng nè. Trưởng nè, rồi gầm nè, trưởng nè. Ui mình xuống rồi, mình xuống sân bóng rồi mình đánh. Chết nè. Ok còn kìa. Chết nè, gầm nè, rồi. Qua đây lên. Đi gì. Ôi Gabi. Ôi trời. Ủa sao chúng ta đừng có nhẹ lắm hả? Sao mà dịch mày giết hoài vậy? Chúng ta đừng có nhẹ lắm hả mày? Nãy giờ nhện chết bao nhiêu lần là anh hai tôi chết bấy nhiêu lần. Xin lỗi. Còn con trong kia, chuẩn bị nha, chuẩn bị. Trưởng nè, Thanh rồi, ôi chết chưa, rồi chết rồi. Hơi là trời, nói chung mà giết có mấy con nhện thôi mà muốn phá banh cái trường học của mình luôn rồi. Thì anh em nào mà ủng hộ mình thì đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ và click vào quảng cáo để mình kiếm được tiền để mình đền cái ngôi trường này nha. Ơi banh hết cái trường luôn rồi. Ơi là trời, để coi coi còn canh tiên kìa để mình phá luôn. Rồi banh cái trường luôn rồi. Thôi nói chung mình cảm ơn anh em đã xem video nha. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và nếu như mà anh em thấy thích series này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr Vịt, team MTV và một người thành viên mới đó chính là Camu TV để subscribe ủng hộ cho các thành viên của team Hero nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi đồi. À đánh hả? Đánh tôi hả? Gọng nè, đánh tôi hả? Dám đánh tôi hả? Đi ra đi, đánh. Đánh nè, đánh tôi hả? Còn lâu đánh chúng lại đây đánh nè, lại đây tôi gồng nó chưởng nè, tôi là Songoku nha. Vòng tròn nè, đứng lại chạy. Vòng tròn. Rồi ok anh em, bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những lần sau. Bye bye.